Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ thực hiện một món ăn rất được ưa thích hiện nay, đó là mình sẽ làm món chân gà ngâm sả tắc. Nguyên liệu để mình thực hiện món chân gà ngâm sả tắc là mình đã chuẩn bị 500g chân gà. Mình mua về mình rửa sạch với muối và một chút rượu để mình khử cái mùi hôi, mùi tanh của cái chân gà này. Mình cắt bỏ cái phần móng và mình làm sạch sẽ và mình chặt đôi cái chân gà của mình ra nhé. Nguyên liệu đi kèm để làm món chân gà ngâm sả tắc không thể thiếu được, đó là mình sử dụng khoảng 6 tép sả, khoảng 7-8 trái tắc. Đây mình đã chuẩn bị sẵn lá chanh, tỏi khoảng 1 củ lớn, ớt khoảng 5-6 trái. Và nếu thích thì các bạn có thể cho thêm một trái khế chua nhé. Còn không thích thì mình không cho khế cũng được. Vì khế mình cho vào thì nếu các bạn nào thích thì mình ăn kèm thì mình cũng có thể cho khế. Còn khế thì không bắt buộc. Và một củ gừng. Nguyên liệu gia vị thì gồm có là một muỗng muối, một muỗng đường. Cái này mình sử dụng muỗng canh. Và giấm khoảng 2 muỗng. Đi kèm đó là gồm còn có khoảng, nếu mình dùng một muỗng giấm thì mình sẽ dùng khoảng 3 muỗng nước mắm nhé. Ở đây mình dùng khoảng 2 muỗng giấm thì mình dùng 2 muỗng giấm nhỏ, khoảng hơn một muỗng canh thì mình dùng khoảng 3 đến 4 muỗng nước mắm, tùy thuộc vào khẩu vị của các bạn, thích ăn ngọt nhiều hay là thích ăn đậm đà thì mình có thể nêm nếm tùy theo khẩu vị của mình nhé. Bây giờ thì đầu tiên thì mình sẽ mang đi, mình luộc cái phần chân gà. Chân gà này thì để luộc được thơm ngon thì mình sẽ đập dập 2 tép tỏi. Mình sẽ lấy cái phần ở dưới đây, mình cho vào mình luộc cùng với một chút gừng nhé. Đây là nồi nước luộc gà mà mình đã chuẩn bị. Mình đã đập dập cái đầu phần, cái đuôi sả và một chút gừng. Mình cho phần chân gà mình vào để cho nó ngập cái phần chân gà. Và mình sẽ mang đi luộc nhé. Mình sẽ cho vào đây khoảng 1/2 muỗng cà phê muối nữa nhé các bạn. Trong thời gian mình luộc chân gà thì ở đây mình luộc chân gà thì mình luộc khoảng 15 phút nha các bạn. Trong thời gian chờ luộc chân gà thì mình sẽ sơ chế các nguyên liệu khác. Tất cả các nguyên liệu ở đây thì mình sẽ mang thái. Sả thì mình sẽ cắt khoanh nhé.
Vậy là mình đã chuẩn bị xong cái đồ để mình ngâm rồi. Bây giờ mình sẽ đi nấu nước mắm và đường để mình ngâm nhé. Ở đây thì mình đã chuẩn bị cái phần mà nguyên liệu để mình pha nước mình ngâm. Mình sẽ cho thêm 3 muỗng nước mắm vào đây. Đây là 400ml nước mà mình đã đong qua dụng cụ để mình đong nước. Các bạn có thể mình ước chừng cái hũ mà mình ngâm chân gà thì mình cho vào cũng được nhé. Mình sẽ cho phần đường và phần muối vào đây. Tiếp đó là mình sẽ cho nước mắm và giấm vào. Và bây giờ thì mình sẽ mang đi mình đun sôi cái phần hỗn hợp để mình ngâm chân gà nhé. Sau khi mình luộc chân gà được chừng 15 phút thì mình kiểm tra xem chân gà của mình đã được chưa. Đây mình luộc cùng với sả và gừng nên là mùi rất là thơm. Ngâm nước đá đồng thời thì để trong ngăn mát tủ lạnh chừng 20 phút nhé, để cho chân gà của mình được giòn hơn. Mình đun sôi cái nồi nước ngâm chân gà của mình và mình sẽ tắt bếp và để cho nguội nhé. Bây giờ khi mà mình đã chuẩn bị xong hết mọi nguyên liệu, mình để cái nước mà mình ngâm chân gà mình đã đun sôi và mình để thật nguội nhé. Mình không làm khi mà nước này đang còn nóng thì cái lá chanh và tắc của mình nó vào nó sẽ bị đắng nhé. Và bây giờ thì mình sẽ cho hết những cái nguyên liệu mà mình đã chuẩn bị vào. Mình sẽ cho cái phần chân gà này vào trong nhé. Các bạn có thể mình xếp cái chân gà này vào trong cái hũ mà mình đựng á, rồi mình đổ cái nước này vào cũng được, còn không thì mình cho vào trong này rồi mình bỏ vào sau cũng được nhé. Cái chân gà mà mình luộc mình cho một ít sả và gừng vào thì nó mùi rất là thơm, và mình ngâm nước đá mình để trong ngăn mát tủ lạnh nữa thì chân gà của mình nó sẽ giòn, ăn này rất là ngon, giòn sừng sực. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho cái phần chân gà của mình vào hũ.
vọng là cái món này sẽ giúp cho các bạn đổi khẩu vị. Cái này thì ăn dai, ăn giòn sần sật cái chân gà mà nó thơm mùi xả tắc, ăn rất là ngon, hấp dẫn. Bây giờ mình sẽ bỏ vào ngăn mát tủ lạnh nhé. Video làm món chân gà ngâm xả tắc của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Nếu yêu thích video của mình thì nhớ like và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất nhé. Xin chào các bạn.